Hôm nay các bạn cùng vào bếp và làm với mình món thịt băm rang kiểu này nhé. Nhìn rất là đặc biệt, thơm ngon ạ. Bây giờ mình cùng thực hiện nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái món thịt băm nhé. Trưng với theo kiểu là mình trưng theo kiểu gần như là món Tết ấy. Ở đây mình dùng thịt băm này, hai củ sả băm nhỏ này, một ít gừng này, một ít hành tím này, một ít giềng và một quả ớt. Các bạn băm những cái hỗn hợp này thật là nhỏ cho mình. Sau đó các bạn mang đi, mấy các bạn xào lên với một chút dầu ăn và các bạn xào với thịt băm và lêm lính gia vị vừa miệng thôi. Món này nó sẽ rất là thơm ngon ạ, khi mà chúng ta kết hợp mấy cái loại gia vị này với nhau á. Các bạn chỉ lấy những cái phần mềm nhé, xả cũng vậy, chỉ lấy một phần một chút mềm như vậy, hành tím, băm thật nhỏ cho mình nhé, giềng cũng vậy, các bạn băm thật nhỏ cho mình. Băm nhỏ xong rồi mình mang đi chiên thơm và mình xào với thịt là được nhé. Bây giờ mình mang đi phi thơm trước nhé, sau đó mình cho thịt băm này mình xả. Bật bếp lên cho mình, cho mình khoảng 2 thìa cà phê dầu ăn hoặc là 1 thìa ăn phở. Sau đó các bạn cho hết cái phần gừng, hành tím, xả, ớt, giềng này vào. Đã băm nhỏ rồi, các bạn đảo lên và nó thật là thơm lên. Các bạn thêm lên cho nó thật thơm lên cho mình nhé. Khi nó thật thơm lên rồi, khi mà mình cảm thấy nó rất là thơm rồi thì các bạn cho cái phần thịt băm vào. Các bạn đảo thật kỹ nhé. Và khi đảo này thì xong luôn gia vị là xong, một tay ít hạt lê, ít tiêu, ít bột ngọt, ít nước mắm, cho gia vị thông thường như vậy thôi. Hạt lê các bạn cứ cho khẩu vị của gia đình chúng ta. Cho hạt lê rồi thì không cho muối nữa, chỉ hạt tiêu thôi, lửa thì cho cái hạt tiêu nữa. Bột ngọt cho một thìa đi và một thìa cà phê, 1 đến 2 thìa cà phê nước mắm với 300g thịt rang. Mình xào thật là kỹ và để cho nó thơm thôi, nó ngon thôi. Hai thìa cà phê nước mắm nữa là mình xong cái gia vị. Khi mà xào mà cảm thấy nó khô quá thì các bạn cho mình thêm một chút dầu ăn nữa này, và cứ cho lửa to để xào nhé. Các bạn dùng cái thìa các bạn dần trứng chảo cho mình như này, để cho thịt của chúng ta là nhanh khô mà nó lại thơm hơn và ngấm gia vị hơn. Và cái món này nó phải vàng, nó phải khô thì mới ngon nhé. Bạn nào thích ăn đường thì cho thêm ít đường vào cho mình nhé. À, thịt thì nó đã khô rồi các bạn ạ, nhưng mà muốn màu sắc đẹp hơn thì mình rang thêm một lúc nữa, hoặc là các bạn muốn cho cái món ăn này của chúng ta nó lên màu thì các bạn có thể trắng một ít đường hoặc là dùng một ít nước hào nhé. Còn mình thì mình sẽ rang thêm một chút nữa để cho món thịt của chúng ta nó lên màu thêm nhé. À, sẽ cho thêm một ít hành lá đó, và để làm cho nó hòa quyện với nhau thì màu sắc nó đẹp hơn và món ăn cũng sẽ hấp dẫn hơn nhé. Bây giờ nhá, khi mà màu của miếng thịt của chúng ta nó cũng đang xém cạnh lên rồi, cũng nổi lốp đốt và rất là thơm như này rồi, thì các bạn cho mình thêm một ít hành lá cắt nhỏ vào nhé. Các bạn cứ cắt nhỏ cho vào nhé.
màu nữa mà. Để cho món ăn của chúng ta nó thơm hơn, ngon hơn. Còn bạn nào không thích ăn cho rau thơm vào như này thì các bạn có thể không cần cho nhé. Rất là thơm, các bạn nhìn không? Để cần đẹp mắt, các bạn chỉ cần bảo thêm 30 giây thôi. Còn nếu các bạn nấu nhiều để các bạn ăn dần nhé, thì các bạn đừng cho hành nhé. Khi nào ăn thì các bạn thu lại, các bạn cho sau nhé. Thì cho vào nộm thì nó sẽ để lâu, nó sẽ dễ bị chín. Các bạn tốt nhất là chất ngăn mát kiểu lạnh nếu các bạn làm nhiều nhé. Và bây giờ mình sẽ cho ra cái đĩa và đi thưởng thức cho. Các bạn nhìn thấy không? Nhìn rất là bắt mắt và ngon ạ. Món thịt băm khi mà chúng ta cho thêm một vài gia vị hoặc chúng ta nấu kỹ một chút thì nó thành một cái món ăn cực kỳ hấp dẫn đấy. Màu sắc rất là đẹp ạ. À, món ăn này các bạn nếu băm thêm ít tôm nó vào thì không khác thì mình tép ạ. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.